Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về uh, Bitcoin Bitcoin và Bitcoin Nhảy vô luôn Thì cái video này là một cái video cộng thêm cho bạn Để bạn có những thêm những con số nữa Ok Về tín hiệu thì Rõ ràng bạn đã biết Nếu nó cắn ở dưới 3 4 uh, 3 4 4 5 5 Ok 3 4 4 5 5 Này cho mình đổi uh, Mình cho nó thành một cái màu khác Để dễ coi hơn đi ha Đó đây Nếu nó cắn dưới con giá này cái nghĩa là cái đáy rồi của nó ok thì xác suất nhà xác suất là sóng số 4 sóng số 4 đang được diễn ra thôi trong cái gì hết nhưng nếu mà nó tiếp tục đi lên luôn thì mình có thể dán số 4 sóng số 4 ở đây ok thì dán số 4 tiếp tục đi lên dán số 4 ở đây nếu mà nó đi hồi lại dưới cái con này thì mình bị án sống số 4 ở đây và nó sẽ ngừng chân xác suất ở đây là những cái con số mà nó sẽ ngừng chân giống như là uh, 32 700 Ok à, uh, 32 250 ok thì đó hai đó là hai con giá uh, quan trọng ngay bây giờ và con giá là 33 à, uh, 500 cắn dưới con giá này cắn dưới con giá này mình biết là uh, ok sóng số 4 đang diễn ra ok và nó sẽ đắp cánh ở cái vùng này sau đó nó đi lên ok đi lên đi một cái đi lên à, uh, là sóng số 5 ok sóng số 5 thì vẫn vậy nha tới cái tầm 38 2, 43 rồi sau đó là quay đầu đi xuống nhưng đây là những cái gọi là những cái cái kháng cự trực tiếp lúc nó bò đi lên. Để làm sao mình biết sóng số 5 đang diễn ra thì nó phải đánh vỡ cái cái đỉnh này, ok. Để kháng định, ok là cái cái đỉnh vừa rồi của nó là 35.936.000. Nếu nó đánh vỡ cái đỉnh này, ok thì xác suất là nó sẽ đắp cánh ở cái vùng này, những cái con số giá này. Ok. Những con giá này trước, ok. Sau đó là nó mới tới cái những con giá này. Uh, ngay bây giờ về nhìn hình hài nghe thì xác um, suất nghe xác suất thì mình thấy nó mình mình muốn nó xuống ok xuống nhiều hơn lên ok dựa theo uh, rõ ràng xuống thì mình thu gom vào nhiều hơn đúng không nhưng không chỉ vậy nữa nó đang nằm ở dưới cái bàn đỏ ok và gọi là nó vừa rồi bay lên nó không có một sự bay bản cho máy nghe không có sự một sự bạo bỏ bổng cho máy uh, nhưng trùng hợp là nếu bạn zoom vô và nhìn kỹ hơn chút xíu thì đây à, có vẻ là đang gọi là tạo đầu và vai có nghĩa là đây là cái vai này đây là cái vai của nó này đây là cái đầu của nó này à, thì nó có bung hay không cái okay. khá là khá là giống thôi cái okay. thì mình muốn gọi là nhảy vô chia sẻ cho bạn và riêng cái này đầu và vai của gọi là đầu và vai khá là nhỏ nghe cái khung giờ thì cũng không có, có 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 tính cho máy thì nó có khá là nhiều trường hợp đang đang diễn ra ngay bây giờ Um, gọi là ngay bây giờ thì nó chỉ là đi, nó đi ngang không thôi nghe nó không biết cái hướng nào nó nó sẽ đi nghe um, cái thị trường cái giá bitcoin sẽ đi đâu ok nhưng dựa theo những cái móc của mình là nếu nó cắn con này thì mình biết là sóng số số 4 đang được diễn ra cắn cái con này cắn con này đúng không là nó sẽ đáp cánh ở cái vùng này ok nhưng mà nếu ok nó bập lên nên nó cắn những cái điểm đỉnh vừa rồi của nó thì cũng giống như uh, cũng giống như ở đây ở đây ok ở đây ok và cái cuối cùng, ok, nếu nó cắn ở đây thì mình biết nó là đang trên cái con đường tới sóng số 5. Và đây là cái chỗ kế tiếp nó sẽ va chạm trước khi nó tới cái vùng này, ok. Thì đó là những cái móc giá, ok. Lên hoặc xuống thì mình biết, ok, là cắn con này. Mình biết đi xuống, cắn con này mình biết đi xuống. Ok, cắn con này, ok. Biết đi lên, cắn con này mình biết nó đi lên. Thì đến tới cái vùng này thì mình đánh nó tới cái vòng những cái giá này, ok. Thì đó là một cái thứ mình muốn cộng thêm cho bạn để cho lỡ tối hôm nay lúc mình ngủ, nghe mình có thể... À, hôm nay thì hôm nay thì mình hơi mệt nha mình có thể là ngủ sớm ngày hôm nay thì lúc mình đang ngủ thì lỡ nó bay bổng thì bạn có thể à, dựa theo những công giá này để bằng xả ra từ từ nha xả ra từ từ xác à, suất xuống nhiều hơn lên nha dựa theo những gì mình thấy thì mình thấy nó xuống nhiều hơn lên à, nằm dưới cái cái đường chỉ này vừa rồi nó cố lên nó cao phá vỡ rất nó nó nằm ở dưới cái vùng ba mươi lăm ba rất nhiều bạn thấy đây một rau hai rau nguyên cái vô này nguyên cái khu này luôn ok à, bởi vì vậy nhà xác suất thì mình thấy nó sẽ xuống nhiều hơn lên okay. ngay bây giờ ngay bây giờ okay. nhưng mà nếu mà nó gọi là bập bập bên cắn con con đen này đúng không cắn cái, cái đường đường chỉ này cắn đường chỉ này và bập bên đi lên thì nó sẽ sẽ nói nó nói lên một cái câu chuyện khác nhớ lúc nào cái con cái giá và cái nến sẽ dẫn đầu cái thị trường ngay dẫn đầu cái thị trường thì cái dựa theo đó mà chơi thì mình biết là nó đang đi trên cái hướng nào và làm sao để mình chốt đơn ok lên trên đây thì mình đánh những cái lên đền lon lên ok xuống đây thì mình đánh những cái lệnh sốt xuống ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này uh, ok mình riêng mình thì mình muốn nó xuống nhiều hơn lên ok uh, nhưng để ý nó để ý những cái nến và để ý những cái con giá ok vậy thôi xin chào mọi người